Bầu trời có rất nhiều điều bí ẩn và những trường hợp mặc dù có thể giải thích được, tuy nhiên cũng có những thứ chúng ta không thể giải thích được. Chúng ta đều muốn ghi lại những bằng chứng ngạc nhiên để sau đó có thể nói với bạn bè của mình. Vì thường chúng ta luôn muốn kể lại cho bạn bè về điều kỳ lạ nào đó khi ta tận mắt nhìn thấy. Tôi cam đoan với bạn rằng danh sách những video sau đây sẽ làm bạn rùng mình. Vì thế mời bạn hãy sẵn sàng để xem 5 điều bí ẩn trên bầu trời mà không có lời giải thích được ghi lại bằng camera. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Số 5. Hầu như chúng ta đều thích nhìn lên bầu trời khi trời đang mưa. Một người đàn ông muốn chúng ta tin vào hình ảnh mà anh ấy đã ghi lại được trên những đám mây. Tôi chắc chắn bạn sẽ nghĩ giống tôi khi lần đầu tiên bạn xem đoạn băng này. Tôi nghĩ nó thật kỳ lạ. Chỉ có một số người có thể giải thích được đó là gì. Theo tôi nghĩ, đó là một chiếc phi thuyền của người ngoài hành tinh, hoặc nói cách khác, nó là một chiếc đĩa bay, và đây là đoạn băng. Số 4. Chúng ta biết rằng bầu trời là vô tận và đôi khi có những điều xảy ra không thể trả lời được. Đoạn băng này đã góp phần vào danh sách những điều không ai có thể giải thích được. Chúng ta sẽ xem đoạn băng mà có người đã ghi lại bí ẩn này. Nhìn trông có vẻ giống như một cây thánh giá đang bay. Đúng vậy, một cây thánh giá đang bay. Suy nghĩ đầu tiên của chúng ta là chúng có thể liên quan đến những người ngoài hành tinh. Trông thật là kỳ lạ, mặc dù nó có vẻ giống như một cây thánh giá. Sau đây là đoạn băng. Số 3. Tôi chắc chắn rằng hầu hết tất cả chúng ta đã từng ít nhất một lần chơi trò tìm kiếm các hình vẽ ở trên mây. Trò này rất vui và nó phụ thuộc vào trí tưởng tượng của chúng ta. Tuy nhiên, trông có vẻ hơi kỳ lạ khi đột nhiên bạn nhìn thấy nó không giống như một con gấu hoặc một hình trái tim. Chúng ta sẽ xem đoạn băng này. Đây là một khuôn mặt bí ẩn khổng lồ giữa các đám mây. Tin tôi đi, nó không phải là ảo giác đâu. Nó hoàn toàn là có thật. Bạn nghĩ đó là cái gì? Số 2. Đoạn băng chúng ta sắp xem này thật khó có thể giải thích được. Nếu chúng ta không có cơ hội xem đoạn băng, chúng ta sẽ nghĩ nó chỉ là một tia chớp bình thường vào một ngày nhiều mây. Nhưng nó còn kỳ lạ hơn thế. Hãy xem đoạn băng này và chúng ta sẽ thấy thực tế một bàn tay đang nắm lấy ánh sáng như thế nào. Bí ẩn này có thể được nhìn thấy rất nhiều. Một vài người nói rằng nó là một chiếc đĩa bay. Số khác thì nghĩ đó là bàn tay của Chúa Trời. Còn riêng bạn, bạn nghĩ nó như thế nào? Và cuối cùng là số 1. Đoạn băng dưới đây được ghi lại bởi một người lính ở Afghanistan. Anh ấy đã thấy điều gì đó kỳ lạ trên bầu trời và anh ấy đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi lại khoảnh khắc này. Hoặc nhìn, trông nó giống như một chiếc máy bay hay thứ gì đó tương tự. Nhưng khi bạn xem đoạn băng này, bạn sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra đó không phải là một chiếc máy bay bình thường. Mọi người đoán đó có thể là một chiếc đĩa bay. Còn bây giờ,
Bạn hãy suy nghĩ xem đó là cái gì. Hãy xem đồng băng dưới đây. Trên đây là video 5 bí ẩn trên bầu trời được camera quay lại. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay, mời bạn hãy like và share. Và không quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ kênh Dahlia Z. Xin chào và hẹn gặp lại.